ngon đặc Đại. chế trong một vùng nông thôn thuộc miền đông bộ thái lan có một nông phu tên là a bang bà vợ sinh được ba con hai nam một nữ thằng đầu tên ô chín tuổi thằng kế tên hồng bảy tuổi và út gái tên bạch năm tuổi hôm nọ vợ chồng a bang đến dự lễ nơi nhà một người bà con bỏ ba đứa nhỏ ở nhà nơi chúng trụ là căn phòng bằng gỗ xây theo kiểu thái căn phòng có chất một đống rơm khô ngoài ra còn có một cái bán sói hình chữ thập để hướng nước mưa và một hàng lưu dùng đựng nước uống nhà ở các hộ nông dân nơi đây xây khác nhau rất xa phân bổ rải rác trong điền viên hôm đó căn phòng gỗ đột nhiên bốc cháy láng giềng ở xa chỉ nhìn thấy khói đen bốc cao lửa vây kín nhà cả tòa nhà gỗ chẳng mấy chốc bị thiêu rụi ba đứa trẻ trong nhà do cổng khóa kín không thể chạy đi đâu nghĩ rằng nước trị lửa thằng u nó lần lượt bồng hai đứa em đem bỏ vào cái lưu to đầy nước và đầy nắp lại sau đó nó cũng nhảy vào một cái lưu khác để tránh lửa lúc láng giềng và nhân viên cứu lửa chạy đến thì cả tòa nhà gỗ và bốn đống rơm cũng cháy rụi còn thiêu chết một con bò bị cột nhưng không thấy dấu vết trẻ con đâu mọi người đều cho rằng chúng đã chạy thoát cả rồi khi vợ chồng a ban về họ cũng hoảng loạn tìm con đến tối mò cũng không tìm ra được sáng hôm sau một người bà con tên là luân bao cũng tới phụ tìm các trẻ giống như có biết trước ông vội chạy đến lưu nước vỡ nắp ra thì kinh ngạc hét to vợ chồng a ban nghe tiếng kêu vội vàng chạy đến xem thì thấy thi thể của thằng u đứa con trai đầu luôn bao lại mở tiếp cái lu kia thì lần lượt phát hiện ra xác của hồng và bạch lúc này hai vợ chồng quá đau lòng ngã xuống ngất xỉu báo chí và đài truyền hình đều đăng tin thương tâm này lúc đó ký giả đài truyền hình phỏng vấn hỏi luôn bao vì sao biết ba đứa trẻ chết ở trong lu luôn bao đáp đêm hôm lửa phát cháy ông đang ngủ ở nhà bỗng mơ thấy cảnh mọi người chạy đi tìm các cháu bỗng dưng thấy một lão già chưa từng quen biết râu trắng dài tới ngực ông nói bầy cá ở trong lù nước tỉnh dậy ông thấy rất kỳ bèn vội vàng chạy sang nhà a bang nhào tới dở lu xem tử không ngờ thi thể các bé ở trong đó Nghe đến đây, A ban hét to một tiếng, rồi ngất xỉu trên đất. Khi được cấp cứu tỉnh lại, đôi mắt của ông vua hồn nhìn gây dại về xác ba đứa con và lẩm bẩm nói: Bảo ứng! bảo ứng mà. Mọi người đều chỉ ông thương tâm quá độ, thần trí mê muội, không dám hỏi gì. Theo tập tục ở nông thôn, hễ nhà nào có chuyện là mọi người đồng tâm hiệp lực phụ chung cất con a bang vợ chồng a bang nội trong một ngày mất hết ba đứa con cưng đành náo tạm một nơi khác tài sản tích chứa đều bị làm mồi cho ngọn lửa hai vợ chồng gặp phải gia biến thảm sầu họ thấm thía lý vô thường buồn vui ly hợp ở dân trang nên không chút do dự đồng xin xuất gia ai cũng hiểu và cảm thông cho họ. Nhưng mọi người đều thắc mắc khi nghe A Bang luôn miệng nói rằng báo ứng, báo ứng. Ông vốn là một nông dân trung hậu cần lao. Nhưng đã làm gì để bị trách tội nặng đến như thế? Thật khiến cho người ta khó hiểu. Chỉ có A Vu, em vợ A Bang là biết rõ. A Vu nói, Anh Bang sống luôn biết giữ hòa khí, nhiệt tâm giúp người anh chỉ có tính rất ưa ăn ngon và tự mình sáng chế món rau dồn cá chính na vô nhiều lần phản đối kịch liệt món này thái lan là xứ gạo cá và mùa xuân mỗi lần gặp mưa giông là thời kỳ cá đẻ trứng mười mấy ngày sau các con lớn bằng đầu đũa a à bang ưa dùng vải mùng may thành vợt lùng bắt đám cá này ít thì có mười mấy con nhiều thì hơn trăm mạng sau đó anh bỏ các con vào trong thùng nước Lúc cần đấu Thì chọn các cọng rau to lòng Cắt bỏ các đốt máu đi Thành một ống trống suông. Sau đó đổ nước lạnh vào trong nồi Thả rau và các con vào Chụm lửa nhỏ riêu riêu Do nước lạnh từ từ chuyển nhẹ nhẹ qua nóng Nên mới đầu đám cá còn hồn nhiên bơi tung tăng Nước ấm dần đến tăng độ Cá nhỏ gặp lòng rau rỗng liền chui vào trong đó trốn nóng. Tận mắt chứng kiến cảnh lũ cá bị giết tàn dẫn, chết thảm thương, nhưng vợ chồng A Bang chẳng mảy may động lòng trắc ẩn, ngược lại còn tự hào đắc ý vì mình biết sáng tạo ra món ăn cực kỳ đặc biệt và ngon. Mỗi một khúc rau trống đều có một đám cá chui vào, đem ra trộn với gia vị thì ăn ngon cực kỳ, không gì sánh. Có lần, A Bang làm ruộng, anh dùng lưới vớt hết bầy cá con đột nhiên có hai con cá lớn là cha mẹ của chúng nhảy lên bờ có thể là do nhìn thấy bầy con bị bắt đem đi chúng bị thống khổ đến cực điểm mà nhảy lên tự sát để kháng nghị a à bang lúc này nhân tính bê bụi cho rằng khi không có được của bất ngờ liền bắt luôn hai con cá đó đem về nhà nấu ăn con người quen tạo sát nghiệp ác độc là do lương tâm bị vùi lấp mê bụi chỉ khi nhìn thấy cha mẹ vợ chồng anh em con cái bình chết mới kêu gào khóc lóc khu thiên gọi địa đau đớn thảm sầu chẳng hề nghĩ đến loài vật cũng có nghĩa tình cha mẹ anh em phu thê con cái cổ thi nói trăm ngàn năm nay trong chén canh oán sâu như biển hận khó bình. Như này, báo ứng nhân quả xoay chuyển đến khiến cho A ban gánh phải niềm đau chôn con, nếm mùi khổ tự thân chứng kiến một bầy con bị chết cả. Sao không khiến cho anh ta thối tâm nản chí chứ? Một thi nhân thời cổ đại đã làm thơ ngăn sát như thế này. Ai bảo chúng sinh mệnh nhỏ nhoi, chỉ là xương thịt với da thôi xin anh chớ bắt săn giết chúng tình cảm chúng đâu có khác người nhân loại hàng ngày đều tự làm tăng thêm dịp sát quan trái khi chúng ta bệnh nằm tại y viện hay trên bàn mổ ngay khi đó chúng ta có thể thầm tự vấn có tự hỏi rằng cả đời mình đã từng ăn bao nhiêu con gà bao nhiêu con vịt bao nhiêu heo bao nhiêu bò bao nhiêu loài đã tán mạng vào bụng chúng ta chưa và hôm nay chính là ngày báo ứng đến người vào thăm bệnh cũng cần nên phản tỉnh như vậy nếu như nhân loại có thể tự vấn mình đến cùng thì sẽ phát sinh tâm từ tâm sám hối và nghiệp sát tự nhiên sẽ giảm cũng như những chứng bệnh oan nghiệt kỳ lạ sẽ dần tiêu tan các bạn ơi, nhớ nhấn like, comment và share cho bạn bè mình cùng xem nha.